Kính thưa quý vị và các bạn, Bảo tàng chứng tích chiến tranh là một bảo tàng vì hòa bình ở số 28 đường Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Bảo tàng chứng tích chiến tranh trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh là thành viên của hệ thống Bảo tàng vì hòa bình thế giới và Hội đồng các bảo tàng thế giới. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng theo chân mình tham quan toàn bộ bảo tàng chứng tích chiến tranh. Xin mời quý vị cùng theo dõi video nha. Quý vị theo dõi video xin hãy đăng ký kênh, like, chia sẻ và nhớ nhấn nút cái chuông để chúng ta tiếp nhận được video mới một cách nhanh nhất. Bây giờ xin trân trọng kính mời quý vị và các bạn cùng xem video. Đây là đang khuôn viên ở ngoài bảo tàng. Xin mời quý vị và các bạn bắt đầu theo chân mình tham quan ở cái bảo tàng chứng tích chiến tranh này gồm có những gì nha. Đầu tiên ở ngoài cổng bước vào, bên tay phải chúng ta là có những chiếc trực thăng. Đây là một chiếc trực thăng và chiếc xe tăng M48A3. Xe tăng M48A3 này có trọng lượng là 47,2 tấn, tốc độ tối đa là 48 km/h, trang bị pháo 90mm, súng máy song song 7,62mm, súng máy tháp pháo cỡ 50. Còn đây là chiếc máy bay hai đầu cánh quạt ha, gọi là máy bay Chinook á. Đây là chiếc máy bay Chinook. Hiện nay là khách du lịch nước ngoài đến đây rất là nhiều rồi. Phía ngoài là khuôn viên của cái sân thôi, cái sân của bảo tàng thôi. Quý vị thấy nè, khách nước ngoài đến rất là đông nè. Đây là cổng vào, mọi người đang xếp hàng mua vé nè. Ở đây có tham quan, ở đây thì nếu chúng ta mua vé thì có đi được xe buýt 2 tầng luôn. Chúng ta ra sẽ mua được xe buýt 2 tầng. Ở máy bay Chinook. Loại máy bay là trực thăng vận tải hạng nặng ha, có hai động cơ, hai cánh quạt do hãng Boeing sản xuất. Công năng của máy bay là chuyển quân, chuyển vũ khí hạng nặng và hỗ trợ hậu cần cho chiến trường. Chiếc xe tăng này rất là bự quý vị. Xe tăng bự lắm. US Army 09A7 8969. Và đây là chiếc xe tăng M41. Ở chiếc máy bay này mình lại gần mình thấy nó rất là lớn nha quý vị. Rất là lớn luôn. Xe tăng M41 này là có trọng lượng 23 tấn. Trang bị pháo nòng dài 76 ly, tầm bắn là 4,5 cây nha, tốc độ bắn 65 viên đạn một phút. M41. Rồi kế bên lại này, kế bên là chiếc xe này là xe gì? Này giống cái máy ủi của quý vị, giống cái máy ủi không, máy ủi xây dựng các công trường á. Xin đừng leo lên hiện vật, mình đi vòng ra phía sau luôn. Hai chiếc ha. Để coi cái máy ủi này nó là tên gì ha. Là xe ủi đất D7E, nặng 40 tấn nha quý vị. Vốn là xe chuyên dùng của ngành xây dựng, nhưng được quân đội Mỹ sử dụng vào mục đích quân sự ở Việt Nam từ năm 1966.
để săn bằng rừng cây, vườn tược, ruộng lúa, mồ mả. Xe ủi đất D7E này là đã biến nhiều khu vực thành những vùng trắng. Nó là xe được sử dụng trong xây dựng thôi, nhưng mà được Mỹ đem qua chiến trường Việt Nam là sử dụng để săn bằng những cái rừng cây. Còn đây là xe phun lửa nè, M132A1, xe phun lửa nha quý vị. Đó, cái nòng phun lửa của nó đó. Xe này thì có thể là chạy trên nhiều địa hình, đường nhựa, đồng ruộng, đất gồ ghề hoặc lội nước. Khi cần thiết thì có thể được máy bay thả xuống mặt đất luôn, trang bị một cái súng phóng lửa tự động M108. Với 756 lít nhiên liệu, có tầm bắn hữu hiệu là 137 mét nha. Ghê hồn không? Còn này là pháo gì đây? Pháo 105 ly. Còn những cái này là cái gì quý vị? Cái này là cái gì mình không biết. Có cái đường ống khí vào nữa nè. Pháo 105 ly nè. Chỗ nạp đạn nè. Đó, nạp đạn đó. Rồi các cái cần điều khiển. Còn bên đây là pháo gì? Bên đây là pháo 155 ly ha. Hồi nãy là cái pháo 105, còn cái này là pháo 155. Pháo 155 ly. À, lớn hơn. Đường kính bánh xe cũng lớn hơn nữa nè. Nòng súng to hơn. Và phía bên đây quý vị thấy không? Bên đây là một chiếc xe xích, bánh xích nè. Nòng pháo rất là dài nè. Mình sẽ đi qua bên đó xem coi nó là loại gì. Cái nòng pháo quá dài luôn quý vị. Ở phía sau là có một cái máng để ủi, giống như xe ủi đất á. Đây, nòng pháo nè, nòng pháo dài tới cỡ đó. Nó là gì? Nó là pháo tự hành M107 đến 175 ly. Pháo tự hành ha. Quá trời lớn không quý vị ơi, quá lớn luôn. Đó, dụng cụ phương tiện vũ khí khí tài chiến tranh nhìn thấy sợ thiệt. Cái nòng pháo dài. Bây giờ quý vị nhìn theo là mình sẽ quay lướt qua ở phía ngoài sân của bảo tàng nè. Đã khách du lịch người ta đứng, người ta ngồi xung quanh ở đây rất là nhiều ha. Đằng xa là quý vị thấy là những chiếc tiêm kích chiến đấu không? Bây giờ mình sẽ lại đằng đó để coi những chiếc máy bay chiến đấu, và sau đó là đi vào bên trong bảo tàng ha. Trước khi xem những chiếc máy bay chiến đấu thì chúng ta tiếp tục tìm hiểu đây là những loại vũ khí gì. Đây là loại vũ khí gì đây? Mình ở đây không có cái bảng, mình cũng không biết ha. Đây là cái bệ, giống như cái bệ đặt chống lực đẩy ngược lại nè. Rồi cái loại này thì giống như cái nắp tháp pháo của xe tăng á. Giống như cái tháp pháo của xe tăng. Thì cái này mình không rành, rồi cũng không có hứng. Đây, bắt đầu mình sẽ đọc ha. Ở đây là cái loại súng máy tự động nè. Loại súng này, súng máy thường thì gắn trên những chiếc xe bọc thép rồi đó. Rồi bắt đầu mình sẽ theo dõi tiếp. Một chiếc xuồng máy. Đây là súng không giật. Súng không giật ha. M40 106 ly. Tầm bắn là 1.100 mét luôn nha. Được đặt trên giá M79. Nòng gắn súng định chuẩn cỡ 50, sử dụng đạn lân tinh vậy đó. Ở đây chiếc xuồng máy.
Cái xuồng này bằng thép nha. Rồi đó, đằng kia là cũng có một cái súng máy nữa nè. Và bây giờ mình sẽ qua xem những chiếc chiến đấu cơ nha. Khách nước ngoài hầu như là khách nước ngoài không quý vị ơi. Khách châu Âu rồi khách châu Á rồi khách ở Trung Đông rồi. Không, người khách Việt Nam thì hầu như là nãy giờ mình chưa thấy. Đa số là khách nước ngoài không à. Đây là những chiếc chiến đấu cơ nè. Đây là loại máy bay gì đây? Mình sẽ đọc cái chú thích nha. Đây là máy bay F-5A có trọng lượng là 9.988 kg, tầm bay xa là 2.000 km, tốc độ bay lớn nhất là 1.269 km/h, thì có trang bị hai súng M39A3, 5 giá bơm, 2 giá phóng tên lửa. Đây là chỗ trang bị bơm với lại tên lửa đây nè. Đây, khách nước ngoài rất đông. Họ đi theo đoàn luôn. Thì ở đây là mọi người đến đây, một là đi xe đoàn, hai là có những khách lẻ người ta đi trên xe buýt 2 tầng, người ta có ghé ở đây luôn. Và đây là cái loại máy bay này thì tương đối là cũng hơi cổ ha quý vị ha. Sử dụng động cơ diesel nè. Đây là loại máy bay U-17B. Được trang bị là hệ thống phóng tên lửa, 10 quả quả châu, 2 súng pháo hiệu, hệ thống chống tên lửa SA-7. Loại máy bay này cũng cổ rồi, chắc có từ thời chiến tranh thế giới lần thứ hai. Và đây là cũng là một chiếc này, cũng sử dụng loại động cơ diesel nè. Ngoài đây máy bay rất nhiều quý vị ơi. Bảo tàng chứng tích chiến tranh. Đây là máy bay A1 Skyraider. Máy bay ném bom chiến đấu do hãng McDonnell Dallas sản xuất, trang bị 4 khẩu đại bác nha, 8 ống phóng tên lửa, 15 quả bom. Đây là những cái chỗ mà người ta treo bom nè. Chỗ này là những treo bom nè. Quay cận cảnh đó, quý vị thấy không ta? Chiếc máy bay thường thường mang những cái trái bom ở bên cánh đó, là được gắn vào đây nè. Thì cái bộ điều khiển của nó như thế nào để ngắt bom á thì mình không biết ha, nhưng mà trong đây nó có hệ thống điện, là nó có những cái chốt gài đồ này kia. Đó là những quả bom được treo ở dưới cánh máy bay, là thông qua cái thiết bị đó. Máy bay này chắc cũng từ thời Thế chiến thứ hai quá, sử dụng động cơ diesel đó quý vị. Còn thời buổi hiện đại bây giờ là sử dụng động cơ phản lực hết. Ở trong đây là cái gì, có cửa tự động đây. Còn cái chiếc này là giống như máy bay hiện đại bây giờ ha. Đó các bạn, bây giờ các bạn nhìn thấy không? Nó giống như là loại hiện đại bây giờ. Nhưng mà để xem coi nó là cái gì. Để xem coi nó là loại máy bay gì ha. Nó là loại máy bay A-37B, trọng lượng là 6.356 kg, thời gian hoạt động là 1 giờ 40 phút, được trang bị là một súng đại liên 6 nòng cỡ 7.62 ly với 1.500 viên đạn, mỗi cánh có 4 giá bơm, có thể mang tên lửa khi cần. Thấy mang bơm nè, đại liên nè, đại liên 6 nòng nè. Và súng phóng lửa nè. Ống phóng lửa.
đó được treo ở trên cánh của máy bay đó. Hình dáng của nó thì nhìn cũng giống như chiếc hiện đại bây giờ, cái chiếc nhìn như con cá đuối á. Đó là nó đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển vào bên trong ha. Vào bên trong. À, bên tay trái mình ở đây á là chế độ lao tù trong chiến tranh xâm lược Việt Nam từ 54 đến 75 trong khu vực này. Rồi ở trong đây là chuồng cọp. Bây giờ mình sẽ dòm coi những cái quả bom nè. Ở đây là bom CPU. Chúng ta sẽ thấy những cái quả bom thời chiến tranh rất là kinh hoàng. Nó bự khủng khiếp lắm. À, mình không có sống trong cái thời chiến tranh không có cảm giác được đâu. Đây là bom chùm CPU ha. Dài 2,3 m, đường kính là 0,36 m, 0,36 á, trọng lượng 235 kg, chứa 3 bom con, mỗi bom con có trọng lượng 45 kg, nạp nhiên liệu hỗn hợp, khi kích nổ tạo ra bắn mây sơn khí bán kính sát thương là 500 m. Ghê hồn không? Bạn thấy cái trái bom nè, bom chùm á, rất là nguy hiểm á. Đây, đã nhìn cái bom này là thất kinh hồn vía luôn, cái gì nó bự nè, ghê hồn không? Đó, ở thời chiến tranh thì những người không có sống trong thời chiến tranh là không có biết được bom đạn nó kinh hoàng như thế nào. Ở đây là chúng ta thấy nhìn được cái quả bom nó bự. Ở trong đây là một cái hệ thống chuồng cọp nha. Bắt đầu vào bên trong này là cái gì, tại sao gọi là chuồng cọp? À, nó là những cái căn phòng được xây bằng đá hết. Mà tại sao gọi là chuồng cọp thì chúng ta sẽ đi vào bên trong nè. Đây, đầu tiên là sẽ dòm cái vị sắt này. Cái vị sắt này là cái gì? Chúng ta sẽ xem hình nè. Vị sắt phục chế là loại vị sắt đa năng, phía dưới có nhiều cạnh bén dùng lót đường tăng sân bay đó, cầu giả chiến, được cai ngục tận dụng thành một loại dụng cụ tra tấn thâm độc. Họ bắt tù nhân cởi hết quần áo rồi cắm đầu xuống vị sắt, lăn lộn nhiều vòng. Đây, vị sắt là để tra tấn. Bên đây là chuồng cọp nè, là những cái căn phòng dùng để tra tấn, dùng để tra tấn đó. À, hiện giờ khách đang đứng đông quá, mình không có lại chỗ đó quay được. Chút xíu mình sẽ vô để coi, là những căn phòng tra tấn tù nhân thôi. Ví dụ ở đây, à, một cái phòng diện tích rất là nhỏ, một mô hình tù nhân đang bị giam cầm nè, cùm chân, tường này xây rất là dày nè, tường rất là dày đó. Đây là phòng tắm nắng nè, phòng tắm nắng dùng để tra tấn các tù nhân. Đây là chuồng cọp kẽm gai ha. Cái này đã phục chế lại hết rồi. Cái này là một hình thức tra tấn, là bắt tù nhân nằm ở trong đây nè. Trong đây là bốn bề đều là kẽm gai hết, cho nên là nằm im một chỗ không lăn qua lăn lại gì được. Và đây là tấm hình mô phỏng
những tù nhân mà bị giam cầm ngồi im nằm im vậy thôi mà được phơi ở ngoài nắng luôn, bị phơi ở ngoài nắng nên không có cửa ngoại gì hết. Và nhắc lại là cái này là phục chế lại nha quý vị, không phải là nguyên bản từ trước tới giờ đâu, đã phục chế lại hết rồi. Đây là cái mái chém, mái chém nè, không biết từ thời nào ha. Bây giờ mình sẽ chi tiết cái mái chém ngày xưa, rồi sau đó mình sẽ đọc chú thích. Đây, Hoàng Lê Kha tên thật là Hoàng Lê Cẩn, bí danh Nguyễn Văn Tòng, sinh năm 1917 ở Trang Cát, xã Hà Phong, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Dài quá, hơi quay như vậy quý vị đọc ha. Ông này là người cuối cùng bị xử chém bằng cái mái chém này, do chính quyền Ngô Đình Diệm ban hành quyết định xử tử. Mái chém thì có chiều cao là 4,5 m, lưỡi dao nặng 50 kg ha, được thực dân Pháp mang sang Việt Nam đàn áp phong trào cách mạng vào đầu thế kỷ 20 và đặt ở khám lớn Sài Gòn. Bây giờ mình di chuyển ở trong đây là phòng trưng bày, tù binh Vũ Lăng đã lãnh đạo nhiều cuộc đấu tranh trong nhà tù Phú Quốc. Bức ảnh này là nổi tiếng đó ha. Người mẹ tử tù Côn Đảo Lê Văn Thức gặp mẹ tại Vũng Tàu 5 tháng 5 năm 1975, rất là nổi tiếng à. Đây là các cái bức ảnh về các nhà tù được trưng bày tại đây. Đây là những cái loại dụng cụ dùng để tra tấn trong lúc đàn áp biểu tình, giống như cái dùi cui. Đây là loại dùi cui nè. Đây là chắc quý vị và các bạn đã quen với là người đàn ông này phải không? Đây là ông Nguyễn Văn Trỗi bị dẫn ra pháp trường và bị xử bắn tại Khám Chí Hòa lúc 9 giờ 45 phút ngày 15 tháng 10 năm 1964. Còn ở đây là Khám Chí Hòa đó, đang cái toàn cảnh của cái Khám Chí Hòa nè. Khám Chí Hòa hiện nay vẫn còn đang được sử dụng làm nơi giam giữ các tù nhân, các cái tội phạm vẫn còn đang sử dụng. Thì không biết ở chỗ Khám Chí Hòa là có được vào tham quan hay không. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào bên trong của bảo tàng nha. Đây, trong khu bảo tàng phải nói là rất là đông du khách ha. Nãy giờ mình di chuyển thì cũng hơi mệt, nói chuyện hơi bị hụt hơi lắm quý vị, đeo khẩu trang nữa. Ở đây là dỡ khẩu trang nha, chút xíu đi cho nó thoải mái. Đây là toàn cảnh ở trong chỗ này là bán đồ lưu niệm ha. Trên kia là có hậu quả của chất độc màu da cam nè, hậu quả chất độc màu da cam. Chút xíu lên đó coi là cái gì. Ở dưới đây là chỗ mọi người nghỉ ngơi rồi
rồi mua đồ lưu niệm. Ở đây trưng bày triển lãm những cái bức hình các tổ chức quốc tế ủng hộ Việt Nam kháng chiến. Rồi mình sẽ tiếp tục nha, đi coi thế giới ủng hộ Việt Nam kháng chiến chống Mỹ từ năm 54 đến năm 75. Ở đây là toàn là những bức hình không à quý vị ơi. Những bên ngoài sân thì các cái máy bay rồi bơm, mà bên trong nó thì toàn là những hình ảnh không. Giờ mình quay hết đi mấy cái phòng này đây cho mọi người cũng coi luôn. Cái mô hình là cái nhà hoạt động của các cán bộ chiến sĩ ở vùng kháng chiến nè, đơn giản ha. Đó. Gọi là cái gì, mô hình chòi làm việc căn cứ Trung ương Cục miền Nam, chòi của làm việc của Trung ương Cục miền Nam á. Đây là các cán bộ đấu tranh như thiếu tướng Trần Văn Danh, trung tướng Lê Nam Phong. Đây là trung tướng Lê Nam Phong. Họ quay các cái tướng lĩnh thời kháng chiến cho quý vị. Đây là những cái thẻ học sinh ngày xưa nè quý vị. Trường Trung học Công lập Cần Giuộc luôn nha. Có hiệu trưởng trường Trung học Cần Giuộc chứng nhận trò Nguyễn Thị Phi Dân. Cái này là khi đi rải truyền đơn ở trường Cần Giuộc quý vị ơi. Đây là cô nữ sinh Nguyễn Thị Phi Dân. Đây là bàn máy may hiệu Sinco hay là Singer vậy nè. Singer. Máy may hiệu Singer nha. Một cái thương hiệu nổi tiếng của máy may, bàn máy may á. Đây là cái chiếc xe bò mà ông Nguyễn Văn Dần dùng để chở hai chuyến gồm 7 thi thể dân công. À, đang được triển lãm tại đây, di chuyển hai chuyến chở 7 thi thể luôn. Mọi người quan sát thử không, trong những cái phòng này ha, toàn là người nước ngoài không, thấy không? Mình quay một vòng ở trong cái phòng này cho quý vị thấy, rồi chút xíu qua phòng bên kia để chúng ta thấy là người nước ngoài đến đây tìm hiểu về lịch sử của Việt Nam rất là nhiều. Ở bên ngoài đây, ngoài sảnh chính đây cũng vậy, chúng ta thấy không, toàn là người nước ngoài không á. Hiện nay là còn tầng 1 nè, lầu trên lầu 1 nè, lầu 2 nè, còn trên 2 lầu đó nữa. Để tìm cái lối nào đi lên ha. Ở đây có cầu thang máy nè quý vị, chúng ta sẽ đi lên trên coi như thế nào. Khi ra khỏi thang máy bước lên lầu 1 thì chúng ta quan sát ở phía hành lang ở trên lầu 1 này, chúng ta thấy cũng hầu hết là người nước ngoài. Người nước ngoài không ha. Ở đây là phòng hậu quả chất độc da cam nè, hồi nãy mình có quay đó. Phòng hậu quả chất độc da cam. Và đi vào bên trong này sẽ xem như thế nào. Đầu tiên là chúng ta quan sát thấy là hầu hết
là người ngoại quốc. Đây là những cái loại mặt nạ để chống độc thôi của lính Mỹ sử dụng trong chiến dịch phun rải chất độc hóa học ở miền Nam Việt Nam thôi. Và những hình ảnh đây là mặt nạ. Và hậu quả của chất độc màu da cam là những cái sinh ra những người mà có bị tàn tật như thế này. Thì cái đó thì mọi người biết rồi, chất độc màu da cam rồi cái hậu quả của nó để lại cho đến hiện tại bây giờ là vẫn còn bị hậu quả của nó. Những hình ảnh này là ảnh hưởng của chất độc màu da cam. À, mọi người thấy chưa, một cái bảo tàng chứng tích chiến tranh trưng bày những cái vũ khí thời chiến tranh rồi những tác hại thời chiến tranh để lại đến bây giờ, và được du khách người ngoại quốc đến đây tham quan rất là đông. Bên kia là tội ác chiến tranh xâm lược. Tội ác chiến tranh xâm lược thì mình đi vào bên đó coi. Còn phòng bên đây là khát vọng sống. Thì đa số ở trên tầng 1 này á là những hình ảnh thôi quý vị. Những hình ảnh này chụp những con người mà bị ảnh hưởng của chất độc màu da cam á, người ta sẽ vươn lên trong cuộc sống. Rồi những người khó khăn, tàn tật rồi người ta vươn lên trong cuộc sống thì được trưng bày ở đây hết. Chỉ là một phần nhỏ trong xã hội thôi. Rồi mình sẽ di chuyển tội ác chiến tranh. Phòng tội ác chiến tranh nha. Rất đông người thôi, thấy chưa quý vị và các bạn, thấy rất đông người không, mà đa số là người ngoại quốc không ha. Đây là những cái vũ khí nè, là đạn pháo bi, đạn con 45, đạn 12 ly 7, đạn 7 ly 62, đạn AR-15, đạn pháo hiệu, đạn 20 ly, tất cả các loại đạn. Ở bên đây là đạn 140 ly. Rồi cái đạn này bự quá quý vị ơi, viên đạn này nó dài ghê hồn. Rồi đạn cối nè, đạn cối thì gồm có đạn cối 40 ly, 60 ly, 81 ly, đạn DKZ. Những loại vũ khí này là chỉ có nước là vào bảo tàng mới nhìn thấy thôi, chứ mình làm sao mà bên ngoài nhìn thấy được. Thì không biết mình quay cái này là có bị vi phạm bản quyền về cái vũ khí không. Đây là được trưng bày nè, các loại vũ khí bazooka nè, AK rồi M16 gì tùm lum trong đây hết cái gì ơi, rất là nhiều. Này AK-47 là chắc M16 chứ, cái này là M16, loại súng của Mỹ nha, M16 nè. Còn này giống phải CKC không ta? Không phải, Ren M1, súng shotgun. Gân là súng, mà sọt là ngắn, và súng ngắn. Đây là những mìn, mìn M19, mìn T7, M15. Mìn M16A1 giống như cái đèn dầu quý vị.
ở trên nó vậy, thấy không? Đó giống như cái đèn dầu ở dưới quê ấy. Đó là trái mìn đó. Bức ảnh này cũng nổi tiếng đó nè, cô gái bị bom napalm đó ở Trảng Bàng, Tây Ninh. Bây giờ người phụ nữ trong tranh đó đã lớn tuổi rồi. Bức tranh đó được nổi tiếng thế giới. Ở những bức ảnh này ghê quá, mình không quay đâu. Những loại vũ khí. Ở bên đây đó, chúng ta sẽ qua coi. Cái này là cái vỏ bơm. Đây là những cái vỏ bơm mà được thu thập lại nè. Những trái bơm là có gì thấy không? Nó nổ tan tành ra. Còn ở kia là hai cái vỏ đó. Hai cái vỏ của bơm. Ghê hồn. Phá nát hết rồi, những công trình kiến trúc. Nhà thờ Phát Diệm bị bơm Mỹ năm 1972 nè. Rồi trường đại học sư phạm Vinh, khu dân cư Hạ Lý, Hải Phòng, bệnh viện Bạch Mai, những cái công trình bị trúng bơm đó. Đây là mảnh xác của máy bay B-52, không biết đây là cái bộ phận nào trên chiếc máy bay B-52, chỉ còn có chút xíu này thôi à. Cái này gọi là ống dẫn nhiên liệu của máy bay B-52 nha. Bị tiểu đoàn tên lửa 72 trung đoàn 285 sư đoàn 363 quân chủng phần không không quân bắn rơi tại phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội vào đêm 27 tháng 12 năm 1972. Chỉ là cái ống dẫn nhiên liệu của máy bay B-52 thôi. Còn này cái mảnh bơm cầu rồng Thanh Hóa nè, năm 1967 nè. Đây cũng là một cái xác máy bay nữa nè. Xác máy bay. Quá trời luôn quý vị ơi, thôi đeo khẩu trang vô đi. Đông người quá. Mọi người nước ngoài không à, đeo khẩu trang vô. Giờ đi quay người luôn. Họ rất là chăm chú vào những bức hình nha. Họ đọc rất là kỹ luôn từng bức hình. Cái này là đạn bơm gì nữa nè. Họ đọc từng bức hình quý vị. Còn mình quay ở đây thôi. Đây là đạn 105 ly. Tại vì trong những bức hình đó là vừa có tiếng Việt mà vừa có tiếng Anh luôn ha. Cho nên là họ đọc từng tấm. Rồi bàn luận. Bây giờ chúng ta sẽ lên lầu 2. Ở ngoài khuôn viên của hành lang của lầu 2 thì chúng ta cũng nhìn thấy cũng là người nước ngoài ha. Phòng này là phòng những sự thật lịch sử. Đây là súng DKZ 75 ly không giật. Cái này là vũ khí của quân đội Mỹ đã sử dụng trong chiến tranh Việt Nam ha. DKZ. Thời đó mà. Nó video. Sau khi lên tới lầu 2 thì có một cái chú bảo vệ, người ta không cho mình quay phim cái gì. Thì không biết lý do tại sao. Mình đi thì mình cũng thấy người nước ngoài họ vào, họ quan sát, họ xem, họ cũng quay phim.
bằng những điện thoại cá nhân của họ hoặc là bằng những cái máy quay GoPro, nhưng mà sao không biết mình quay thì lại không cho. Thì thôi, bây giờ ở trên lầu 2 á, nãy so với lầu 1 nó cũng giống giống tương tự như vậy, thì mình thôi không quay trên lầu 2 nữa, mình bước xuống phía bên ở ngoài sân để mình quay ở ngoài đây đi. Thì hồi nãy mình cũng đã quay hết rồi, bây giờ ra đây để mình nói về cái bảo tàng chứng tích chiến tranh này ở đây thôi. Thưa quý vị, nằm ở trên đường Võ Văn Tần ha, thì mọi người có thể đến đây gửi bằng xe gắn máy hoặc là xe ô tô cũng được. Hầu hết ở đây thì mình thấy du khách đi bằng xe 50 chỗ, đi theo đoàn rất là nhiều. Rồi một số thì đi bằng loại xe bus 2 tầng. Khi vào đây một cái vé như vậy là 40.000 đồng, là đi vé lẻ. Mình đi vé lẻ là 40.000, còn không biết là vé đoàn thì như thế nào. Thì trong đây là hầu hết đa số là người nước ngoài không có gì ơi. Người nước ngoài người ta đến đây rất là nhiều, và họ xem rất tỉ mỉ, rất chăm chú nha. Mỗi một tấm hình như vậy họ đều đọc hết. Còn mình thì sẽ lướt qua thôi, rồi sơ lược như vậy để gửi đến quý vị và các bạn. Các bạn gần xa ở thành phố Hồ Chí Minh thì chắc có lẽ cũng có nhiều người cũng chưa bao giờ đặt chân vào cái bảo tàng chứng tích chiến tranh này. Để chúng ta vào đây để xem được là cái thời chiến tranh, các cái loại vũ khí trong thời chiến tranh, rồi hoạt động cách mạng của quân giải phóng chúng ta thế nào, rồi những người dân người ta hỗ trợ cuộc chiến tranh ra sao, làm những việc gì, rất là nhiều. Thì bây giờ tiếp tục là mình sẽ quay ra ngoài này á, có một cái chỗ nữa nãy mình chưa quay, đó là ngay chỗ mà bơm á, những cái trái bơm là bự lắm quý vị ơi, để mình quay cho quý vị coi nha. Đây, những cái quả bơm quá to luôn. Đầu tiên là những bên trong, sát bên trong nè, nó là loại gì. Nó có cái đuôi nữa nè, nó có cái đuôi. Cái đuôi này là giống như là để được dẫn đường, dẫn hướng vậy đó, để chúc mình coi nó là loại bơm gì. Và đây là một cái trái này khổng lồ luôn nha. Đó, quý vị thấy không, quá trời bự luôn. Rồi bây giờ mình sẽ coi nó là cái gì nha. Nó là bơm địa chấn. Bơm địa chấn là để phát quang đó. BLU-82B, dài là 3m35, đường kính là 1m37, trọng lượng chất nổ là 5.700kg nha. Ghê hồn chưa, 5.700kg. Bơm được thả từ máy bay C-130. C-130 là loại máy bay giống như máy bay vận tải vậy đó. Khi nổ thì phá hủy một phạm vi đường kính là 100m và gây sức chấn động mạnh trong phạm vi đường kính là 3,2 km. Được sử dụng ở Việt Nam từ năm 1970. Bây giờ thấy ghê hồn không, bơm địa chấn không? Đây là những cái bức hình mà người ta chụp lại khi nó phát nổ nè, và được là thả từ máy bay C-130 nè. Đó, bây giờ thấy không? Phát nổ kinh khủng không? Trái bơm quá bự luôn mà. Đường kính là tới 1m37. Quá kinh khủng. Những quả bơm này mà nó nổ xuống một, nó rơi xuống, nó nổ một cái là chúng ta tưởng tượng nó sẽ như thế nào. Kinh hồn. Ở phía bên đây có một cái quán cà phê quý vị. Quán cà phê có bụi tre, bụi trúc rồi nè. Đây chúng ta sẽ qua dòm coi quán cà phê. Đó, quán cà phê đó. Còn đây là bức tranh rừng đước nè. Rừng đước chắc có thể là ở Cần Giờ hả ta?
rừng nước bị thải chất độc màu da cam á, cho nên nó tiêu rụi hết rồi. Cà Mau, cái này là Cà Mau, chụp ở Cà Mau, rừng nước Cà Mau chứ không phải là Cần Giờ nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ di chuyển, hiện giờ là khoảng 15:20 rồi, chúng ta di chuyển ra ngoài thôi mà chắc có thể là về thôi. Vô trong cái tòa nhà thì các cái bức tranh, bức hình, đa số là những bức tranh, bức hình thôi mà đông lắm. Ở ngoài là máy bay, xe tăng, pháo, rồi chuồng cọp. Những cái chỗ chuồng cọp là để tra tấn tù binh đó, tù nhân đó. Ở đây có một cái chuồng nè quý vị. Cái chuồng này làm bằng vỏ bơm nha, làm bằng vỏ bơm. Cái vỏ bơm mà sau khi mà những cái trái bơm mà nó không nổ á thì được người ta tận dụng, người ta làm rất là nhiều loại nha. Mình nhớ rằng là trong ở dưới quê mình, nhà mình ngày đó sau Hòa Bình á, là ông nội mình cũng tận dụng cái vỏ trái sáng á làm một cái gào nước, hoặc là cái nón của lính Mỹ, nón sắt á, là một cái gáo nước. Ở đây là một cái vỏ bơm nè, để làm một cái giống như cái chuông á, đánh kẽn á. Nè, mình đánh thử một cái cho quý vị nghe nha. Rất là thanh, rất là thanh luôn. Rồi trong cái ruột của trái sáng á, là ông nội mình lấy ra làm cái chảo, làm cái chảo để xào rồi trong nấu ăn á, sử dụng rất là tốt luôn. Đây một lần nữa mình quay cái toàn cảnh của bảo tàng chứng tích chiến tranh nha. Đây là ngoài sân. Rồi video đến đây tương đối cũng đã dài rồi. Mình quay toàn bộ hết cái bảo tàng chứng tích chiến tranh từ bên ngoài cho đến bên trong. Chỉ có trên lầu 2 là mình chưa kịp quay, bị chú bảo vệ là yêu cầu không cho quay ha. Rồi mình cũng ngừng và đi xuống. Thì bây giờ thì mình sẽ chắc có lẽ là sẽ ngừng video tại đây. Xin mọi người xem video trên kênh YouTube Phạm Hồng Châu, xin hãy cho một đăng ký kênh, một like, một chia sẻ, và nhớ nhấn nút cái chuông để chúng ta nhận được video mới khi mà được mình up lên ha. Bây giờ chắc có thể là mình xin tạm dừng ở đây nha. Hẹn quý vị và các bạn trong những video lần sau. Mình sẽ tiếp tục đi tìm hiểu và đi quay những nơi có mang tính giá trị lịch sử trong cái đoạn series video lần này. Xin thân ái và chào tạm biệt. Chúc mọi người nhiều sức khỏe.